tay lái trợ lực rất nhẹ anh chị ha, máy rất êm, côn số nhẹ nhàng, đi rất cảm giác rất là chắc chắn với một chiếc xe sản xuất đời 2017. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị theo em review về chiếc xe sản xuất đời 2017 với phiên bản là số sàn này, coi em nó có những gì nhé. Vâng, xin mời anh chị theo dõi clip này. Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, em rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Vâng, con xe này bên em bán cho anh chị với giá thành là 390 triệu đồng. Tên em nó là Kia Rolando sản xuất đời 2017. Đăng ký 7 chỗ ngồi, nhưng con xe này nó là 5+2 nha anh chị nha. Số sàn, tay lái trợ lực, kính một chạc. Dung tích xi lanh của em nó là máy là 1.9 coi như là 2 chấm anh chị ha. Đồng sơn si, nội thất sạch sẽ. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra một xíu về nước sơn và nội thất của em nó, coi em nó như thế nào ha. Xe này thì đang đeo là bảng số ở Lâm Đồng nha anh chị nha. Xe này bên em sang tên ủy quyền cho anh chị đều được. Trước sự màn hình thì quý anh chị cô chú thấy nước sơn của em nó rất là đẹp anh chị ha. Đây, cản em nó rất là liền. Em nó sử dụng một bộ đèn lồi nhìn rất là xịn sò anh chị ha. Hỗ trợ thêm một nắp đuôi cá. Vỏ bánh của em nó thì xài là R17 anh chị ha, mâm R17, mâm đúc nhìn rất đẹp. Đó, thắng ABS. Nước sơn bên ngoài thì chiếc sơn màn hình quý anh chị thấy không? Không có gì mà bàn cãi về chiếc xe này ha, nước sơn rất đẹp. Bốn tay nắm cửa thì đã được mạ chrome. Nước sơn thì không gì bàn cãi anh chị thấy không? Rất ok ha, đẹp. Đèn bọng của em nó thì xài đèn pin anh chị thấy không? Đây, bộ đèn lồi rất là đẹp. Đó, và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống nội thất của em nó, coi em nó có những gì ha. Xe này thì đã được dán phim cách nhiệt nha anh chị nha. Và đây là cánh cửa ta, cánh cửa bên phụ. Tắp bi, tắp lô của em nó thì theo chiếc sự hình quý chị thấy vân viết em nó rất là đẹp ha. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn anh chị. Keo chỉ thì còn nguyên bản, không mất tí nào hết. Keo cột trụ B, nhìn thấy không, trụ B nè. Ok chưa, liền lạc ha. Thì những dấu hiệu nói là chiếc xe của mình không bị cấn đục nha anh chị nha. Nội thất ở bên trong của em nó thì em nó sở hữu một lớp ghế da rất là sạch sẽ. Đây, như thế nào, từ ghế tài ha, tắp bi tắp lô đây, túi khí, cửa nẻo đóng rất là chắc chắn, rất là khít nha anh chị nha. Và đây là cánh cửa đằng sau, bốn cái tắp bi cửa nhìn rất là đẹp nha cô chú và anh chị. Đó, nhìn thấy không? Rất ok chưa? Đeo chỉ là không mất một tí nào hết. Hộp thì chân đi lên đi xuống rất đẹp. Dàn nội thất thì rất là sạch sẽ. Đây, chân bọng thì đã được lên nỉ, lóc một tấm cách nhiệt anh chị. Đằng sau này thì em nó có một cái bàn để đồ, để mình nước uống. Đây, cũng rất là hay. Đây là cái túi này để mình đựng mấy cái đồ giấy tờ lặt vặt. Sàn bọng thì lấp nỉ, zin theo xe vẫn còn. Đây, anh chị thấy không? Chỗ này là mình để được dép giày luôn ha, hoặc là mình để đồ lặt vặt luôn, có một cái cốp rất là hay. Đấy, anh chị thấy không? Nếu đóng nước tiếp đây, cản kiết đồ nè, rất liền lạc. Vỏ bánh của em nó thêm còn được coi như là 50-60% nha anh chị nha. Đây, với một cái khoang cốp ở đằng sau này thì chiếc sự hình anh chị thấy. Dòng này thì cái khoang cốp em nó không có rộng rãi anh chị ha. Nó không có rộng tại vì nó là 5+2. Nếu mà anh chị đi 5 người thì rất là rộng. Còn đi 7 người thì nó ngồi nó hơi chật một tí xíu. Còn anh chị đi 7 người thì anh chị kéo cái này lên. Chỗ này thì không đi 7 người thì mình để một cái chỗ này để mình đựng đồ, khoang cốp. Còn mình đi 7 người thì mình kéo lên. Đây, đấy. Kéo lên. Xe này đi 5 người thì nó thoải mái hơn là đi 7 người. 7 người thì nó hơi chật tí xíu. Đó, anh chị thấy không? Đồ đạc thì nói chung chỉ có một cái khuôn viên đây để mình chứa bộ đồ nghề thôi. Đó, còn nếu mà đựng đồ thì dịp lại, gấp lại. Đó, gấp lại đi thờ, để mình để đồ lặt vặt. Đây, keo chỉ nè, anh chị thấy không? Con này nó 5+2 là, nhưng mà nhưng đăng ký trên giấy tờ nó vẫn là 7 chỗ ngồi nha anh chị nha. Được phép chở 7 người nha.
nhưng anh chị đi 5 người thì nó rộng rãi hơn một chút xíu. Keo chị của em nó vẫn còn nguyên bản, nghe thấy không? Rất liền lạc. Đây, keo chị không mất một tí nào hết, chưa vậy thôi. Ok chưa vậy? Nha, rất liền lạc hả? Đây, cửa nẻo đóng rất là khít. Xe này có chú anh chị nào lấy thì bên em sang tên và ủy quyền cho cô chú anh chị đều được ha. Với một phân khúc số tiền chỉ có 390 triệu đồng thôi. Và bây giờ em sẽ review về cái khúc ở bên cánh cửa bên tài cho anh chị cô chú cùng tham khảo ha. Xe này cam kết anh chị là keo chỉ là không mất một tiếng nào hết nên anh chị cứ an tâm ha. Xe rất là rin, rất là liền lạc. Tắp bi tắp lô nè, chiếc sợi màn hình quý anh chị thấy nó. Ok anh chị, đẹp, lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len sờ ben là đây. Đó. Và đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nha cô chú và anh chị. Đây cánh cửa tài, keo chỉ nè. Không mất một tiếng nào hết. Tắp bi tắp lô nè. Đấy anh chị thấy không? Keo cột trụ. À, rất là liền lạc. Đây, thông số của bánh, vỏ bánh của em nó. Con này xài là bánh là NR17 nha anh chị. Đây, thật tiền chân đi lên đi xuống bên tài. Bàn đạp nè. Cần ga, cần côn, cần số rất là ok ha anh chị thấy không? Rất là rõ. Và bây giờ mời anh chị theo kiểm tra chút xíu về hệ thống ở bên trong con xe này coi em nó có những gì ha. Đây, giờ em sẽ nổ máy lên nha. Xe này thì có hỗ trợ một cái remote nha anh chị. Một remote, một màn hình camera luôn. Hai. Bước vào hệ thống bên trong xe thì xe là số sàn 5 cấp. Em nó hỗ trợ một màn hình 8 inch của Kia, rất là xịn sò. Xe này thì có tích hợp 3 chế độ lái nha anh chị nha. Đây nè, Comfort nè, Sport nè, Normal nè. Em thấy trong những dòng phân khúc thì chỉ có dòng Kia Rolando này thì mới có 3 chế độ lái nha anh chị. Rất là xịn sò anh chị ha. Lái, điện rất là nhẹ nhàng. Ok. Đèn còi xi nhan đầy đủ anh chị ha. Kính thì gương kính là một chạc. Kính một chạc, 4 gương chỉnh điện, gương hậu cũng chỉnh bằng điện luôn. Màn hình cảm ứng rất là nét, rất là xịn nha anh chị nha. Cái này là nó là cảm ứng luôn anh chị. Đấy, cài đặt nè. Ok chưa anh chị? Đó, số sàn, tắp bi tắp lô sạch sẽ. Trần bọng nè chứ ha. Ok chưa? Rồi, bây giờ em sẽ review cái máy cho cô chú và anh chị cùng tham khảo ha. Nhạc dập sập sình các kiểu con đại điệu. Một cái khoang máy của em nó thì em chưa có vệ sinh đâu. Máy nổ rất là êm. Nếu dùng dòng xe đời cao thì quý anh chị thấy rồi, máy nổ chỉ có lắng tai mà nghe thôi. Máy nổ rất ok, ngon lành cành đào nha chị. Đó. Máy móc rất ngon lành là chị thấy. Máy nổ rất thì thầm, rất êm. Vú bò của em nó những đốt đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn theo nguyên bản. Đó, hai bên luôn, ốc 7 màu còn hết. Nghe thấy. Keo chỉ là không mất một tí nào hết. Đấy. Quá đẹp anh chị ha. Đó, với một số tiền là 390 triệu đồng thôi, anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống dàn gầm của em nó ha. Em nói một bộ đèn rất là sò chị ha, xài điện bi luôn. Đăng kiểm thì còn tới hiệu lực tới tháng 1 năm 2023. Đây là dàn gầm của em nó. Dòng đời cao thì anh chị khỏi phải suy nghĩ rồi. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn, rất là cứng cáp ha. Quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe 2017 5+2 với một mức giá thành là 390 triệu đồng này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh hãy thích lệnh thằng em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và bên em cũng có một cái kênh là ô tô cũ Duy Anh 3. Cô chú anh chị à, qua cái kênh đó ủng hộ cho em một like và một lượt đăng ký nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình yêu thương của mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé.